Ngày 2 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 9 năm Nhâm Dần, quỹ thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Một điều đặc biệt trong ngày tu lần này, quý Phật tử sau khi dùng điểm tâm vân tập về giảng đường tòa nhà Pháp Luân để cùng Ta hướng mắt đồng về màn nước hình biết non xem một xanh đoạn gì, video đích thân Hòa mây thượng Thích Trần trắng Tính, đạo trưởng lững Tổ đình lờ, Hoằng Pháp, lặng giới lẽ thiệu phi cảnh đó. quan khu đất mới, cũng là nơi tịnh dưỡng của Hòa thượng sau khi giao vị trí trụ trì cho hàng đệ tử đảm nhận. Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Đại Đức Thích Đạo Quang, giáo thọ sư các trường sơ cấp Phật học trong và ngoài thành phố qua đề tài lo. Bởi vì các cụ nói là nói trước thì bước không qua, thế nè. Cho nên cái lo xin thưa với các vị rằng nó thường trực, đến khi mà không còn lo nữa, đến khi nào không lo nữa hả, cháy còn lo không? Lo có nhiều người chết mà cũng còn lo đấy nè, nè lo cái gì? À, nó lo đủ thứ đó, chết lo cái gì thì không biết vì em chưa chết, mà có chết cũng quay mất rồi. Nó còn lo. Cho nên nhá, cái lo đó khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay nó còn lo mãi. Khi mà chúng ta nói một câu mà không lo đó, quẳng gánh lo âu đi, đó là bậc A-la-hán. Chỉ có bậc A-la-hán mới là không còn lo. Chứ còn mà chúng sinh bình thường á là còn lo, lo dữ lắm. Thế nè, nó nào ngay miệng thì nó không lo, nhưng mà trong lòng nó lo không? Lo. Nó nhiều người nó hoành tráng lắm, ngồi trong đạo tràng nó tôi không sợ chết, tôi không lo chết. Sợ không? Thiện câu sợ không? Sợ. Không sợ đâu, nói dối. Sợ. Nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta buồn, nhưng mà xin thưa với các vị rằng buồn nhưng mà không xả được. Buồn cái mồm nhưng không xả cái tâm được. Nó, miệng thì nó buồn nhưng mà gì? Cái tâm không xả được. Chứ chuyện đơn giản đó nè, buồn 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 buồn, tha thứ, nhưng mà trong lòng nó không tha thứ được. Lo, một chữ luôn gắn liền với cuộc đời con người, hằng thường trực nơi thâm tâm mỗi người. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn lo nhiều thứ để rồi tâm không thể xả được. Đại đức giảng sư đã phân biệt giữa nỗi lo vì trách nhiệm, khổ tâm và nỗi lo vì tình thương, không khổ tâm. Do đó, chúng ta hãy sống với nhau bằng tình thương yêu để đưa đến hạnh phúc. Có như vậy, cuộc sống chúng ta giảm bớt những lo toan mà nhẹ nhàng, an vui dù chúng ta có sống nơi đâu. Buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử cùng thực tập tịnh tọa. Ngày 2 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 9 năm Nhâm Dần, cơ sở Hương Pháp trực thuộc Tổ đình Hoằng Pháp tại Củ Chi đã tổ chức ngày tu thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 16 tuổi tại chùa Hoằng Pháp dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Độ cùng gần 230 bạn nhỏ về dự tu. Buổi sáng sau khi đăng ký, quý thầy hướng dẫn các em tập trung lên giảng đường tham gia sinh hoạt. Sau khi kết thúc thời khóa tụng kinh Vu Lan báo hiếu,
Chương trình Kỹ năng sống, tự chăm sóc phục vụ do thầy Bùi Tiến Hưng đến từ chương trình Thiên Niên Kỹ chia sẻ. Thầy đã cắt nghĩa cũng như đưa ra một số ví dụ để các em nhớ rõ kỹ năng tự chăm sóc bản thân trong đời sống hàng ngày. Chiều cùng ngày, các em trải lòng mình qua chương trình Thanh Niên Nói. Thông qua chương trình, các em mạnh dạn, tự tin, bày tỏ những nỗi niềm, sự khuất mắc trong lòng mình, những điều mong muốn truyền đạt đến quý bậc phụ huynh để hiểu rõ hơn con cái,